Kênh Thương Nam Thức Bắc xin chào các bạn. Đừng tiếc like, share khi xem video. 6 thức uống tốt nhất nên dùng trước khi đi ngủ. Thường người ta hay uống một chút rượu trước khi đi ngủ, nhưng ngày nay có rất nhiều loại thức uống tốt ngăn ngửa so với rượu, từ trà sữa đến chocolate. Mời bạn cùng tìm hiểu. Nếu bạn đang gặp khó khăn về vấn vỗ về giấc ngủ sau một ngày dài, những món thức uống nóng dưới đây sẽ tựa chọn hoàn hảo giúp bạn thư giãn và sẵn sàng chìm vào giấc ngủ. Thứ nhất, ca cao. Đây là thức uống khá truyền thống trước khi đi ngủ ca cao lần đầu tiên được tiêu thụ vào thời đế chế Maya. Họ cho rằng món uống nóng này từ hạt ca cao rang với nước sôi thật là thơm ngon và bổ dưỡng. Vẫn chưa rõ người Maya có uống ca cao nóng trước khi đi ngủ hay không, nhưng đây hẳn là một sự lựa chọn số 1 của người dân vòng quanh thế giới trước khi lên giường. Thứ hai, trà hoa cúc. Đây là một sự lựa chọn hàng đầu cho những người không thích uống sữa. Trà hoa cúc vốn nổi đối với công dụng xoa dịu tinh thần, giúp bạn bình tâm thảnh thơi, đồng thời dịu, làm dịu dạ dày cũng như thúc đẩy một cảm giác nhẹ nhàng khắp cơ thể rất tốt cho một giấc ngủ yên bình để đem đến kết quả tốt nhất bạn nên uống một tách trà hoa cúc vào bạc khoảng 30 phút trước khi đi ngủ và không cho đường 3. Whisky mật ong Món uống này có tên là Toddy, là thức uống truyền thống của người Scotland. Bạn chỉ kiệt chế sước sôi vào một cốc whisky, khuấy đều với mật ong cho thêm một nát chanh và một cây quế vào. Uống Toddy trước khi đi ngủ sẽ giúp loại bỏ tình trạng đau đầu, ngăn ngừa bệnh cúm. Dù có đang bị bệnh hay không, thức uống này cũng tốt nhất đối với trước khi đi ngủ. 4. Sữa nóng Bà tôi thường khuyên nên là một ly sữa nóng trước khi đi ngủ. Điều này có lý giải khoa học rõ ràng. Người ta cho rằng axit amino chip trong sữa sẽ giúp sản sinh ra các hormone cần thiết cho một giấc ngủ ngon. Không chỉ thế, sữa còn giàu canxi và bổ rất tốt cho sức khỏe. Đây là thức uống đơn giản nhất để có một giấc ngủ ngon. 5. Trà bạc hà. Một loại thảo mộc khác một thuộc tính như dược phẩm đó là bạc hà sẽ giúp bạn xả sợ chết toàn bộ cơ thể đây có thể là một thức uống tốt nhất nếu hôm sau bạn phải làm một bài kiểm tra hay một buổi phỏng vấn trà bạc hà giúp tiêu diệt cảm giác sôi bụng giảm tình trạng nôn nôn nao và lo lắng trà cũng rất thơm ngon và giúp đầu óc tỉnh táo vào sáng hôm sau 6. chocolate nóng trong thức uống ca cao truyền thống sự kết hợp giữa bột ca với nước nóng thì chocolate nóng thường dùng chung với sữa hoặc kem vì thế đây là món ăn tuyệt hảo hơn để thay thế ca cao dù bạn muốn nghỉ ngơi khi về đêm thư giãn sau ngày làm việc hay chỉ đang tự thưởng thức cho mình một chocolate nóng vẫn là một món uống thượng hạng được mọi người yêu thích. Bạn thấy thông tin này hữu ích hãy bấm đăng ký và chia sẻ với bạn bè. Tôi xin chân thành cảm ơn. Trong thức uống cacao truyền thống sự kết hợp giữa bột cacao với nước nóng thì chocolate nóng thường dùng chung với sữa hoặc kem. Vì thế đây là món ăn tuyệt hảo hơn để thay thế cacao dù bạn muốn nghỉ ngơi khi về đêm thư giãn sau ngày làm việc hay chỉ đang tự thưởng thức cho mình một chocolate nóng vẫn là một món uống thượng hạng được mọi người yêu thích. Bạn thấy thông tin này hữu ích hãy bấm đăng ký và chia sẻ với bạn bè tôi xin chân thành cảm ơn. Hữu ích hãy bấm đăng ký và chia sẻ với bạn bè tôi xin chân thành cảm ơn.